Thưa quý khán giả, sử dụng đất nông nghiệp rồi làm đường, điện, hệ thống nước, đường đi. Một vài công ty môi giới bất động sản vẽ ra như khu dân cư đã được quy hoạch phân lô bán nền. Những ngày qua, hàng trăm hộ dân khu vực 4 phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã lâm vào cảnh khốn đốn. Tưởng rằng mua được nền đất ở đô thị, nhưng những mảnh đất họ mua đều là đất nông nghiệp mà địa phương đang có chính sách thu hồi. Gia đình bà Trần Thị Loan, khu vực 4 phường An Bình, đã phải chi 800 triệu đồng để có được căn nhà rộng chưa tới 70m² này. Trong đó tiền mua đất là 400 triệu đồng, xây nhà thêm 400 triệu đồng nữa. Nhưng mấy nay, bà đứng ngồi không yên khi biết đất của mình đang trong dự án thu hồi của thành phố Cần Thơ. Người dân cứ nghĩ đơn giản rằng, cứ thấy đất có phân lô, phân nền, thuận tiện thì mua. Tuy nhiên họ không hiểu rằng, trên giấy tờ pháp lý lại không đơn giản như vậy. Nhà nước cho chủ đầu tư thành lập cái khu dân cư như thế này để mà phân lô tách thửa ra, thì mình nghĩ đây là một khu dân cư sẽ được cất nhà ở. Thêm các em thấy ở phía bên cái dãy A đó là đã có mười mấy căn hộ đã cất ở rồi. Cho nên em nghĩ là có nghĩa là ở đây sẽ cất ở không sao hết. Đây cũng là tình cảnh chung của hàng trăm hộ dân nơi đây. Những người này cho biết, vào năm 2016, phần đất tại đây được các cơ quan chấp thuận cho một số cá nhân tách thửa. Sau đó, họ phân lô bán nền với số lượng lớn. Mỗi nền có diện tích trung bình từ 70m². Các cá nhân này, thông qua một số công ty bất động sản, làm đường, điện, hệ thống nước, dân dân như khu dân cư được quy hoạch. Mọi chuyện dở lẽ khi người mua đất chuyển mục đích sử dụng nhưng không được ngành chức năng chấp thuận. Tôi có lại cái phòng tài nguyên môi trường của quận Ninh Kiều xin lên thổ cư. Thì lúc đó là phòng tài nguyên có nói là phải chờ một tháng, là đến một tháng lại nhận cái thông báo. Thì lúc đó mình mới té ngửa ra nói là cái khu này là khu quy hoạch khu tái định cư của Ninh Kiều. Thành ra là cũng thấy là hơi bất ngờ cái chỗ đó. Đại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều cho biết, trước đây địa phương cũng đã ngăn chặn và xử lý việc tự ý làm đường đi, dẫn nước và điện câu đuôi tại khu vực này. Có việc hình thành các khu dân cư, các công ty bất động sản tham vào đây là cái việc giao dịch dân sự giữa phía công ty với người dân. Đó thì thực hiện các cái quyền của người sử dụng đất. Còn về phía cơ quan có thẩm quyền thì các cái vị trí khu đất này không được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Để tránh tiền mất tật mang, người dân nên cẩn thận khi mua đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu dân cư, cần tìm hiểu kỹ thông tin về nguồn gốc. Chú ý các điều khoản trong hợp đồng hoặc liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn.